chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Kramer CB2A lộ diện cái phiên bản đường đua với mức giá gần 800 triệu Việt Nam đồng. Trước đây giữa năm 2018, Kramer Motorcycle đã từng giới thiệu cái mẫu xe đua đầu tiên Kramer SKA EVO2. Và mới đây, nhà sản xuất này đã tiết lộ một cái phiên bản đường đua thứ hai với đặc điểm kỹ thuật mạnh mẽ như 130 HP, xuyệt 140 kg và có tên gọi chính thức là Kramer CB2A. Đối với sức mạnh của Kramer CB2A 2020, chiếc xe vẫn chia sẻ động cơ từ KTM và giống như phiên bản trước đây là các khối động cơ DOC 2 xanh LC8 từ KTM, giảm cái dung tích tăng từ 924cc xuống còn 890cc, nhưng bù lại sức mạnh được gia tăng với cái công nghệ tối đa lên tới tận 130 HP. Đi cùng đó là trọng lượng rất nhẹ, chỉ khoảng 140 kg. Có thể nói rằng khả năng tăng tốc của cái chiếc Kramer CB2A không thua kém gì một cái chiếc mô tô 4 xanh 600 phân khối đến từ đất nước Nhật Bản. Để giúp cho cái phiên bản CB2A chỉ nhẹ 140 kg, Kramer đã trang bị chiếc xe này hàng loạt những trang bị vật liệu bằng sợi siêu nhẹ cao cấp và cấu tạo dàn áo ở bên ngoài như là carbon. Khung xương ở dùng cái chất liệu là đúc mạnh mẽ nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn cái khung thép thông thường. Mâm xe nhôm đúc từ Damus, hoạt động với hệ thống keo từ WB, hệ thống phanh cao cấp đến từ Brembo. Hệ thống điện tử được trang bị đầy đủ dành cho một cái chiếc xe đường đua và tất cả từ những công nghệ có được dẫn đến mức giá của chiếc Kramer CB2A 2020 là khá cao, lên tới tận là 27.000 bảng Anh, tương đương khoảng là 781 triệu Việt Nam đồng. Honda chính thức cung kệ mô tô cỡ nhỏ 125cc với giá sốc, cái mẫu xe phù hợp cho những người mới chơi xe phân khối nhỏ. Honda CBF 125R với kiểu dáng là nước cơ bay phổ thông, sử dụng động cơ 125cc vừa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân. Honda CBF 125R vừa về Việt Nam làm tăng thêm cái lựa chọn ở phân khúc mô tô cỡ nhỏ. Xe có kiểu dáng nước cơ bay, dễ dàng điều khiển cho người mới cứ sử dụng mô tô. Và tại Việt Nam, cái dòng xe này được một số đĩa tư nhân nhập về từ thị trường Trung Quốc. Đèn pha có thiết kế rất đẹp mắt, góc cạnh với hai dải LED định vị ban ngày bên cạnh. Theo công bố của nhà sản xuất, việc sử dụng cái bóng LED an toàn hơn và khi di chuyển trong đêm khi điều kiện thiếu sáng và giảm tới 60% cái điện năng tiêu thụ. Cái đèn xi nhan là halogen gắn ở phía trên, giống như những phần của những mẫu xe mô tô cỡ nhỏ khác. Xe có chiều dài là 2059mm và chiều rộng 764mm, chiều cao 1073mm, chiều dài cơ sở 1292mm, nặng 129kg, khoảng sáng gầm 167mm và chiều cao yên dừng ở mức 775mm, không gây khó khăn đối với vóc dáng người Việt Nam. CBF 125R được trang bị phục ống lòng phía trước, phanh đĩa 2 piston, la răng họa tiết 6 chữ Y đẹp mắt, kích thước 17 inch. Xe không trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Ta lái gồm các nút điều khiển cơ bản như gồm có khởi động, bật đèn, chiếu xa, chiếu gần, xi nhan và còi. Đồng hồ chính giữa dạng LCD hoàn toàn. Cái chữ trắng nền xanh, trong khi đó ổ khóa là loại Initon của Honda với cái nắp đậy ở phía trên. Bình xăng có dung tích 14 lít, thiết kế gồ ghề và khỏe khoắn. Phía sau dùng cái phanh tăng trống, mâm xe cùng kích thước 17 inch. Ống xả thiết kế lớn, mạ rơm bên ngoài. Tiếc rằng cái giảm sóc sau là dạng đồi, thay vì là dạng monosóc, tạo cho cái nhìn là bình dân tiếng xe hơn. Và Honda CBF 125R có gắn động cơ xanh đơn, 4 kỳ, làm máy bằng gió. Với dung tích 105cc và cho công suất 7.72kW tại vòng tour 8.000 hút, cùng với đó là mô men xoắn cực đại 10.36 Nm tại vòng tour máy
6.500 giây/phút. Cái mẫu motor cỡ nhỏ đáp ứng được tiêu chuẩn mới Euro 4, cùng với đó là mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng rơi vào khoảng 62 km/l.